Lan xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm dưa giá rất nhanh, lẹ mà giòn ngon, rất dễ làm. Lan chuẩn bị làm dưa giá nha bà con, để ăn với thịt kho. Thì ở đây Lan có sắc cà rốt, củ hành, ớt, cái này thì the the thôi chứ không có cay. Rồi ở đây là hẹ, Lan lặt rửa xong. Cái này tỏi với một chén giấm, Lan nghĩ chắc hai chén á, mà tại vì lấy cái tô thì đựng bự quá nha. Ở đây thì giá, nói chung giá ở đây thì không có đẹp được giống như giá ở Việt Nam mình, người ta vừa làm xong mình mua ở đây thì mua trong tủ lạnh, nhiều khi ta để cũng một hai ngày rồi nên nó không có đẹp bà con đó. Bây giờ để Lan đi rửa giá nha. Cái giá này Lan ngâm nước cả tiếng này nha, rớt cái giá ra nha. Nếu mình thấy nó còn vỏ đậu hoặc cái cọng nào nó không tốt, nó bị xấu đó, thì mình lụm nó ra nha, mình lựa lại. Mua nguyên một bao, bây giờ dư giá nè, cô không ăn ngày qua ăn cũng tiếu mì thôi bà con ơi. Mua chơi nguyên một bao 5 kg, cái này chắc còn có gần 3 kg nè. Bây giờ phải làm dư giá hay sao vậy đây. Nói chung mình rửa cái gì nè, khoảng 3-4 nước vậy đó nha bà con, thì giá nó mới trắng tờ chút xíu nè. Bữa Lan mua là ngay bữa thứ ba mà nóng 30-40 độ đó, trời đất ơi, sắp chạy về nhà liền đó. Không thôi là nó chật để mà trên xe chút xíu là nó chín giá trơn luôn. Rồi Lan rửa y như vậy khoảng 4 nước thì cái giá nó sẽ trắng lại chút xíu này, thấy không? Sau khi Lan rửa 3 nước rồi nha, bây giờ Lan để đây cho nó ráp nước, Lan đi làm giấm. Bây giờ Lan nấu là 2 lít nước, bây giờ Lan để trước vô 1 lít nước nha, với 1 chén đường. 1 muỗng muối nha bà con, muỗng cái này muối đỏ nha, Lan để 1 muỗng vô. Đây, đường với muối nó sôi như gì là nó tan hết là được rồi nha bà con. Giờ Lan tắt lửa nha. Bây giờ Lan luồn cái nước chín á, vô thêm 1 lít nữa nha. Cái này là nước sôi mà Lan để nguội nè. Đó. 2 cái khắp này nữa là 1 lít đó. Bây giờ là coi như nó hơi hẩm hẩm mà không có còn nóng nữa. Giống như còn chừng 20% độ nóng thôi, Lan để giấm một chén giấm. Cái này giấm Lan để tỏi rồi nè. Giấm tỏi vô. Lan để 1,5 chén nha. Lan ăn cái hiệu giấm này nha bà con. Cái này giấm này thì nó chua. Chua nhiều hơn cái giấm mình nuôi. Lan thấy được, nếu chị em nào muốn có vị hơi mặn á, thì để thêm chút xíu muối nữa. Còn nếu mà chua ngọt nhiều quá thì vị là vừa rồi. Bây giờ bắt đầu Lan đi để cho nó nguội thêm nữa, Lan mới để vô. Cái này bây giờ nó còn hơi hẩm hẩm nha. Mình để cỡ nửa tiếng nữa là nó sẽ nguội luôn. Rồi bây giờ bắt đầu Lan trộn giá lại với cái này lại nha. Bây giờ trước tiên Lan trộn cái củ hành rồi ớt rồi nè. Đó, Lan trộn lại chung đi. Với hẹ. Ở nhà nếu cái nào thao nào bự hơn cái này nữa bà con ơi. Rồi bây giờ trộn đều, bắt đầu Lan trộn chung với giá cho nó đều lên giống vị nữa nha. Nói chung làm cái này nữa cho em Lan đồ nó ăn nữa chứ mà hai vợ chồng sao mà ăn hết cái này. Mình trộn từ giai đoạn đi nha, ít chút chút đi mình để qua đây. Có nhầm người ta để gừng nha bà con, nhưng Lan không có để gừng nha. Nhầm người Lan thấy có để gừng đó, mà nào giờ nhà Lan chỉ làm tỏi với củ hành đâu thôi chứ không có để gừng. Rất Lan thấy gì nó cũng đều rồi nha. Đó, bây giờ Lan để đây đi, trộn cái thao bự. Đây, sau khi Lan trộn rồi nha, bây giờ hồi kiếp mấy cái. Đây, bây giờ Lan chắc giá vô mấy cái keo, mấy cái hũ nha. Giấm bây giờ nó nguội rồi, bắt đầu Lan chế vô. Rồi bây giờ Lan chế giấm vô nha. Giấm với tỏi nè.
cái giấm Lan không để đầy nha, tại cái giá từ từ nó nước tới đây thôi nha, từ từ cái giá nó sẽ sụn xuống đó, mà cái mình để cái nước mà đầy tới đây là nó lỏng bỏng nha bà con. Chịch chuyến này chút xíu đó, để làm chặt bên này qua chút cho nó đều lại đó. Còn mấy cái này cũng vậy nữa nè, tới đây thôi là nó giá chút xíu nó xẹp xuống. Rồi hoàn thành này nha bà con, bây giờ để đây mơi, ngày mơi chiều chiều mơi ăn được rồi. Hello cả nhà, Lan đã làm xong dưa giá rồi bà con, thì cái này khoảng chiều chiều mơi là Lan ăn được rồi đó, rất đơn giản dễ làm nha. Thôi tới đây Lan xin kết thúc pin. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, Lan thành thật cảm ơn. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau, bye bye bà con.